Con tên Nhật. Hôm nay con già tâm sì. Cái gì vậy bà nội? Kết nghĩa huynh đệ anh em với nhau. Tuy hai đứa con không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lẫm cụ tuổi cùng ngày cùng tháng cùng năm. Gì cha? Được không? Cái giá gì được không? Thì được rồi, rồi sao nữa? Ô vậy là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Tôi phái câu này nha, có phước hưởng họa cùng chia tôi phái. Là anh đi như năm anh mày hả? 12 năm á. Bữa đó là em không có đá, nó đá không à? Em không có ké không à? Em như năm anh không à? Ông cả 5 năm à, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Anh bây giờ ảnh nãy thề là anh có họa cùng chia em á. Thôi giờ là em 12 năm, ảnh 5 năm. Cái gì vậy Tâm? Là 17 năm. Thì bây giờ ảnh lớn em. Anh lớn. Anh lấy 10 năm đi em, 7 năm rưỡi ra được không anh? Mời đẻ. Mày nói cũng có lý á.